Hello các bác nhá, trước mắt các bác đây là một cái mẫu bút thử điện cực kỳ thông minh bên em vừa mới cập bến anh em nhé Thì mẫu sản phẩm này nó sẽ có hai phân loại Một là loại bốn cạnh hay là gọi ba ke Các bác miền Nam hay gọi là ba ke này, đây là bốn cạnh Và loại này là loại hai cạnh hay là gọi là loại dẹp anh em nhé Thì với cái bút thử điện thông minh này thì nó sẽ có những cái tính năng sau Anh em có thể trước tiên là có thể đo thông mạch Ví dụ như anh em đo một cái đoạn dây mà nó bị đứt thì nó sẽ không sáng đèn nhé Đấy, còn đây là nếu mà Đoạn dây mà bình thường thì nó sẽ sáng cái đèn màu xanh như thế này. Anh em chỉ cần chọc cái bút thử điện vào cái pha nóng đấy, nó sẽ báo đèn luôn. Còn pha mát thì sẽ không có nhé. Anh em có thể kiểm tra được trên cái đường dây này nó có điện hay không. Đấy bằng cách anh em là dò điện không tiếp xúc. Đây, anh em cho cái bút thử điện này. Đấy, vào đây nhá. Vào cái đường dây này, bên ngoài đường dây nhé. Anh em chạm vào điểm mát này, nó sẽ báo đèn sáng nhé. Có nghĩa là trên đường dây này đang có điện anh em nhé. Đấy, em thấy chưa? Đèn phát sáng, có nghĩa là đang đang có điện. Ờ, cái mẫu thử điện này thì có một cái thiết kế khá là chắc chắn anh em nhé. Anh em dùng có thể dùng làm cái tô vít cũng khá là tiện. Và con này thì xung quanh được bao bọc một lớp nhựa. Đấy, cách điện tuyệt đối anh em nhé. Đấy, phần đầu trên đây là cái phần tiếp xúc khi anh em kiểm tra. Nó có hai mẫu nhé. Một cái là dẹp và một cái là bốn cạnh anh em nhé. này rất là tiện dụng giá của sản phẩm thì rất là mềm luôn anh em nhé à, một cây bút thử điện thông minh này hiện tại bên em đang sale cho các bác này giá sập sàn luôn chỉ có 50.000 một cây thôi anh em nhé 50.000 một cây và anh em mua hai cây thì sẽ được miễn phí vận chuyển anh em nhé miễn phí vận chuyển đấy và cái cây bút thử điện này của bên em thì khi mà các bác mua hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng và test thử hàng trước khi thanh toán nhé đấy anh em có thể test bằng cách là nhanh nhất đó là đo thông mạch nếu mà đèn nó sáng lên như thế này thì có nghĩa là bút đang hoạt động ok. Đấy còn cách thứ hai, anh em có thể kiểm tra bằng việc là anh em cắm vào nguồn điện 220 để anh em kiểm tra nhé. Ví dụ đây em không biết được đâu là pha nóng đâu là pha lạnh thì em sẽ chọc cái bút thử điện vào để em kiểm tra. Đấy, nếu mà cái bút thử điện nó có phát lên cái ánh sáng cái đèn màu xanh này thì có nghĩa là đây là pha nóng anh em nhé. Đấy còn đây, không sáng đèn thì nó sẽ là pha mát đấy thì đây là cách kiểm tra đơn giản nhất cũng có cách thứ hai nữa anh em nhé thì anh em sẽ uh, cho cái bút thử điện vào một cực bất kỳ và anh em chạm vào cái điểm mát ở trên cái bút thử điện nếu mà pha nóng thì nó sẽ hiện lên hai đèn đèn xanh và đèn đỏ đấy như trong hình các bác thấy đây sẽ có hai đèn nhá đèn xanh và đèn đỏ còn bên pha mát thì chỉ báo đèn xanh không thôi đấy à một cái bút cực kỳ thông minh mà giá thành thì phải nói với các bác là sập sàn luôn cho các bác nhé chương trình này thì hiện tại bên em đang mới về cái sản phẩm cho nên là để cho các bác một mức giá là rất là hấp dẫn thôi anh em nhé Đấy, em xin nhắc lại này một cái cây bút thử điện thông minh như thế này giá chỉ có 50.000 một cây và anh em mua hai cây sẽ được miễn phí vận chuyển anh em nhé Đấy còn các bác sử dụng cái này thì đã rất rất là đơn giản rồi em đã hướng dẫn cho các bác rồi thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo hai số điện thoại em để phía bên dưới màn hình nhé và một lần nữa em xin chào và cảm ơn thầy các bác